15 năm tù là mức án mà Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên phạt đối với bị cáo Bùi Xuân Dên, 62 tuổi, ngụ tại thôn 2 xã Lộc Bác, huyện Bảo Lâm. Trong phiên tòa xét xử lưu động sáng nay, ngày 26 tháng 7 tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ngày 5 tháng 2, 2017, ông Dên mang theo dao đến trạm bảo vệ rừng Tràng Cỏ thuộc địa bàn xã Lộc Bác, huyện Bảo Lâm để làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Tại đây, ông Diêm gặp một số người khác cùng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, trong đó có anh Caverec, 49 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, và cùng uống rượu. Trong lúc uống rượu, ông Diêm có để con dao mang theo lên bàn để gọt trái cây. Sau khi uống rượu, ông Diêm leo lên gác để nằm ngủ, thì có làm rơi bụi xuống bàn nhậu bên dưới. Khi đó, anh Caverec có lên tiếng nhắc nhở ông Diêm. Ông Diêm sau đó đã xuống gác và lấy con dao để trên bàn đâm vào người, khiến anh Caverec gục chết tại chỗ. Tại phiên tòa, ông Diêm cho rằng vì mình nhậu đã say nên không làm chủ được bản thân. Khi ông cầm dao đâm người khác cũng không xác định được mình đã đâm ai. Chỉ khi đâm chết người và thấy có nhiều máu nên ông mới tỉnh rượu và chạy ra Ủy ban Nhân dân xã để đầu thú. Xét thấy hành vi của bị cáo Bùi Xuân Dên là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho gia đình người bị hại, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Dên 15 năm tù giam và buộc bị cáo Dên phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 166 triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng để nuôi hai con nhỏ của anh Caverec đến khi 18 tuổi.